Kìa là cô Thơ, chào bạn ha. Hôm nay mình với cha với ba mình là bây giờ cải tạo vườn rau bạn. Đây là mùa xuân rồi, cho nên là rau ri rồi ăn ha, trồng tốt. Nên dân thì cây cỏ trồng ok đó bạn ha, mùa xuân đẹp không? Đó, chỉ là lá đẹp lắm bạn. À, bữa giờ mùa đông mình không có làm vườn rau vậy đó, cỏ rất nhiều. À, hôm nay mình có mời chuyên gia bạn, chuyên gia về làm vườn ha. Đó, qua đây. Thì bây giờ mình sẽ chỉ ba cái dụng cụ. Đây cái sẻn là có không, chắc con sẽ làm rộng đó ba, con cuốc đất rộng vào đây luôn. Không, như ba sẻn trước xong ba cuốc. Hello, morning, very good, thanks. À, đây hàng xóm mình từ nhà đây mình, đây con chỉ ba làm đây con, con làm như thế này, con chỉ cho ba làm để con cho ba dễ. Đây là dụng cụ bạn ha, đây dụng cụ. Bây giờ mình sẽ thiết kế đây rộng ở đây. Đây, bạn coi tiếp nha. Anh chị ha, ở New Zealand thì cái mùa này đúng là cái mùa xuân các bạn. Ấm áp để mà bắt đầu mình trồng được rau củ quả để mà đảm bảo chất lượng và cải thiện bữa ăn của mình nha. Ở như mình trình bày nhiều video thì ở New Zealand thì có 4 mùa các bạn ha. Thì 6, 7, 8 là mùa đông. 9, 10, 11 là mùa xuân. 12, tháng 1, tháng 2 là mùa hè. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mùa thu. À, và tháng 6, tháng 7, tháng 8 lại mùa đông. Thì mùa đông rất là lạnh và cây cối nó sẽ không tốt được. Thì để mà trồng rau củ quả được thì anh chị phải có nhà kính. Thì mình hiện tại đây thì mình không có nhà kính, cho nên là cái có rau nào mùa đông thích hợp thì mình trồng. Ví dụ như anh chị trồng cà chua ha, cà chua thì anh chị phải trong nhà kính nha, không có mùa đông thì nó sẽ cũng sẽ chết thôi, nó lạnh quá. Hoặc là mình trồng mấy cây ớt các bạn, mùa đông lạnh quá nó cũng chết. Đó, cho nên là để mà anh chị muốn có một cái rau củ quả quanh năm thì đặc biệt anh chị phải sắm một cái nhà kính nha. Thì mình cũng chưa sắm nữa, chắc tương lai chắc cũng phải sắm một cái, hoặc là mình đóng một cái nhà kính để mình trồng những loại cây nào mà mùa đông nó sống không được thì mình bỏ vô cho nó ấm, còn không thì nó sẽ chết hết. Đặc biệt anh chị thấy cái vườn cải cây của mình không, cải cây mình qua đây mình phát hiện là cải cây có thể trồng mùa đông và mùa đông nó phát triển rất tốt. Hồi xưa mình ở dưới Invercargill thì mình trồng cải cây các bạn, nhưng mà trời lạnh á, lạnh mà đông đá lá luôn nha, mà nó vẫn phát triển và tốt bình thường. Thì cho thấy mình thấy là cái cây cây rất là hợp với không khí ngày lạnh. Mà cái cây ăn ngon bạn, ở đây mình thường làm cái cây ăn sống, đặc biệt là nấu bánh xèo ha, bánh xèo cuốn lên làm lá bự cuốn ăn cây rất ngon. Và đặc biệt nữa là cái cây cây mình ăn với cá hồi ha, ăn sống các bạn ha, giống sashimi ăn nó cũng nồng nồng, chấm với wasabi. Nói nghe thèm. Đó thì hôm nay mình nói đầu video nó là hôm nay mình mời hai chuyên gia đầu ngành ha, đầu ngành về nông nghiệp qua đó, ba mẹ mình ha, qua đây chơi. Nói chung là mình qua đây thì không có người thân ha, chỉ hai vợ chồng, ba mẹ qua chơi nữa thì rất là vui anh chị. Khi mà đi làm về hay đâu về có người nhà rất là vui ha. Thì hôm nay mình dẫn ba mẹ qua thì bắt đầu làm vườn. Thì ở New Zealand thì thời tiết rất là thất thường, cho nên anh chị nếu mà làm vườn thì bắt buộc mình phải canh thời tiết. Mình ở New Plymouth thì thời tiết nó cũng nắng mưa thất thường lắm. Thường thì bữa nay trời được trời nắng, nhưng mà sáng nắng, nhưng mà trưa nắng, nhưng mà chiều nó lại mưa. Cho nên là hôm nay tranh thủ nắng một tí xíu là bắt đầu mình ra mình cải tạo cái vườn rau mình. Thì vườn rau mình rất là cỏ rất nhiều. Thì sau cái mùa đông mình không có ra vườn luôn á, mùa đông mình lạnh quá. Nhưng mà mình cũng không trồng được cây cối nào nó tốt được, mình chỉ trồng được mấy cây cabbage, bắp cải với lại broccoli. Nhưng mà bắp cải mình trồng mà nó cuộn lại không được luôn á. Thì thời tiết không chưa đủ lạnh nên mà nó cuộn nữa. Broccoli thì ăn ok, ăn mình cắt cái đọt thôi, xong rồi mình để cây lại thì nó vẫn học mọc nhánh lên, thì vẫn có hoa, mình có thể ăn quanh anh tiếp tục ăn. Chứ đừng cắt gốc nha, anh chỉ cắt gốc nó sẽ hết luôn, anh chỉ cắt cái đọt thôi, xong cắt cái hoa thôi, còn là để đó nó sẽ lên tiếp nha. Thì đó là rau hiện tại mùa đông mình. Đặc biệt anh chị thấy mình có cái chanh rất là nhiều trái không? New Zealand chứng tỏ đôi mắt rất là ấm, thì anh chị có thể trồng chanh được. Mà ở xưa ở Invercargill đảo Nam rất lạnh, và Invercargill là không giờ trồng cái chanh được ha. Mùa đông mà lạnh quá là rụng lá là nó cũng chết. Khi mà mình lên di chuyển lên đảo Bắc thì New Plymouth thì mình thấy nhà nắng có chanh và chanh rất nhiều. Cho nên tôi thấy là thời tiết này rất ấm hơn, cho nên việc canh tác cũng rất dễ hơn. Và đầu xuân ha, tháng 9 là đầu xuân, cho nên là đúng cái dịp để anh chị bắt đầu cải tạo vườn trồng rau. Tại vì thời tiết sau ấm, cho nên mình trồng rau rất là dễ. Rau thì hạt giống thì anh chị hỏi mình lấy giống hạt giống ở đâu, thì bây giờ mình mua online anh chị, tất cả online và người ta sẽ ship về tận nhà luôn. Thì hạt giống rất là rẻ,
Nói chung mình mua nhiều thì nó sẽ miễn phí ship à, cho nên là mình mua rất nhiều loại. Đợt này mình trồng rất là nhiều loại luôn, trồng cà bắp, trồng cà tím, rau muống, rồi đậu que, rồi bí biển, trồng nhiều lắm. Trong bắt buộc mấy cái bí rau gì phải phải có dùng, dùng cái dàn ha. Sắp tới mình sẽ làm cái dàn nhành bí, nhành mướp ha, trồng cho nó có leo được. Đặc biệt là đi dân mạng mình khoái ăn cái dưa leo, hay dưa leo rất là ngon luôn. Hiện tại mùa đông thì dưa leo rất là mắc ha. Dưa leo tầm 45 đô một trái có tí xíu à, 45 đô tính là tầm 75.000 tiền Việt mình. Cho nên là việc trồng cây giúp mình có thể thứ nhất là giải stress ha, và tiện lợi nữa. Ví dụ như mình cây chanh nhà mình á, bây giờ mình nấu ăn mà thiếu cái trái gì, thiếu trái chanh ra vườn mình hái thì nó rất là tiện lợi ha. Trồng rau cũng vậy, mình ra mình trồng rau thấy rau phát triển tốt mình cũng là giảm stress ha. À một cái nữa mình muốn trình bày anh chị ha, đây là mùa xuân anh chị tranh thủ trồng strawberry ha, trái dâu anh chị, dâu trồng rất là tốt để thời kiểm này đầu cuối cuối đông là anh chị phải trồng dâu, để mà tầm tháng tháng 12, tháng 1, tháng tháng 12 bắt đầu trái bự ha. Ở đây mình có vườn dâu, mình hái dâu strawberry á, cho nên mình tranh thủ mình trồng. Thì mình mua khoảng tầm được 24 cây dâu mình trồng xung quanh để mà mình sắp tới sẽ có trái ha. Đó, cho nên mình chia sẻ như vậy. Dâu ở đây thì đi hái cũng rất mắc, đi hái thì cũng không mắc đâu, nhưng mà một ký nó cũng tầm mười mấy đô, 10 đô hay sao. Đó, cho nên là mình ở nhà mình trồng được thì rất hay hơn. Thì nhưng mà nói hạt giống thì hạt giống mình mua online, đợt này mình mua cũng số lượng nhiều cho nên mình bắt đầu mình cải tạo cái vườn rau mình ra rộng hơn. Thì một số anh chị kêu là bây giờ không có đất mình trồng sao được, không nhà không có đất thì dễ lắm, anh chị có thể trồng cái hộp hộp xốp ha. Hộp xốp thì anh chị nên đặc biệt anh chị đi Park and Safe, đi chợ gì đó, cái hộp xốp là đựng cá anh chị, người ta để nó cho á, thì anh chị lấy về xong rồi mua cái compost. Anh chị compost anh chị hay mua nhiều lắm, mua ở The Warehouse, anh chị mua ở Marketen, hoặc là Placemaker, hoặc là Bunning ha. Ra đã mua compost anh chị bỏ trong cái thùng xốp và anh chị rắc hạt ha. Bây giờ rau mầm anh chị rắc cũng được ha. Hành ngò anh chị trồng rất là dễ cho nên là không phải cần có đất mà để mà trồng như mình đâu. Thì ai có đất thì bắt đầu trồng cho hộp xốp thì ok nhé. Đó thì hôm nay như mình trình bày, hôm nay trời nắng tốt thì bắt đầu hai cha con đi làm vườn ha. Dụng cụ làm vườn thì mình lấy ra thì thấy cả đó đây. Ba mình là chuyên làm vườn, mà Việt Nam mình dụng cụ làm vườn đầy đủ ha. Cuốc cuốc bự đó, cái cuốc ở New Zealand cái xíu à, mình bữa mình ra chỗ op shop nó có cái cuốc mình lấy về. Mình cuốc nó thì chỉ chắc gì cuốc được mấy cái cỏ nhỏ nhỏ trong cái luống thôi, chứ còn để mà cuốc sâu thì cuốc không được đó, cho nên là mình phải dùng cái xẻng để cuốc nha. Cái dụng cụ làm nghề thì làm vườn thì anh chị có thể mua ở cái op shop, như mình thì mình chỉ mua lại mấy cái op shop cho nó rẻ dụng cụ người ta bán, hoặc anh chị có thể mua cái dụng cụ làm vườn trên cái marketplace Facebook anh chị ha. Chị lên đó nhiều người đăng lắm, tôi bán rất là nhiều dao kéo cắt tỉa cây cuốc cào nhiều lắm. Thì mình mua những gì mình cần thiết thôi, mình dụng cụ làm vườn mình rất đơn giản ha. Có cái xuống xong rồi cái cuốc, cái cào, cái bay ha. Cái bay thì dùng để làm cỏ xung quanh cái gốc cây mình trồng vậy thôi, cho nên cũng không có nhiều dụng cụ lắm, đơn giản anh chị ha. Rồi có cái xe rùa cũng được, xe rùa đẩy đi kéo cào lá cào liệt đẩy nó khỏe, mình hốp hốp rinh nó mệt. Dụng cụ đơn giản như vậy để mình trồng rau. Thì hôm nay mình chỉ làm đất thôi, làm đất và để nó cuốc xốp đất, để nó vài ngày cho nó đất nó xốp, xong rồi bắt đầu mình tiến hành là ươm lại. Mình đã ươm sẵn trong chậu rồi, bây giờ mình lấy ra rồi mình trồng dưới đất lên rồi tầm tưới thôi. Mỗi cái nhà thì có một cái vòi nước, anh chị hãy mua vòi vòi kéo dài, một cái vòi nước ra thì nằm sau nhà hai bên nhà, thì mua cái vòi về mình tưới. Thì chỗ mình thì cứ tuần mưa một hai ba lần, cũng thời tiết nó cũng không có nên nổi, nhưng mà tầm mùa hè thì anh chị phải tưới liên tục. Mùa hè tầm tháng 12, tháng 1, tháng 2 đó là nắng, đi ra nắng lắm, hút một chỗ mình ở thì nắng và anh chị phải đâu phải tưới nước. Không thì anh chị phải có cái dàn dàn mát che khỏi nắng. Đó thì mỗi nhà mỗi sẽ có một cái cách canh tác khác nhau, như mình thì làm đơn giản thôi. Như mình đã trình bày thì nhà nào có điều kiện hơn thì làm cái nhà kính trồng trong nó, khuôn viên đàng hoàng nhìn đẹp hơn. Còn mình thì không có thì bắt đầu mình cuốc đất và làm từ từ. Nhiệm vụ hôm nay là chỉ làm đất thôi và dọn dẹp xung quanh. Sắp tới là mình sẽ tiến hành là ươm và trồng nhé. Rồi cảm ơn các anh chị đã coi cái video của mình nha, video của mình chia sẻ về sống hàng ngày ở New Zealand.
thì có gì mình chia sẻ đó. Anh chị nào muốn biết thêm thông tin thì cứ nhắn tin mình, liên hệ qua kênh YouTube của mình để mình chia sẻ thêm cuộc sống bên này. Mình thì có gì mình chia sẻ đó thôi, chứ mình không có môi giới, mình cũng không có tư vấn. Có gì mình giúp được mình giúp. Còn có nhiều anh chị hỏi về vấn đề định cư, nhập cư thì mình đọc trên thông tin trên cái website ấy, thì mình đưa lại cho anh chị và anh chị coi thôi, chứ mình không có tư vấn nha. Bên này để tư vấn một cái trường hợp nào đó thì anh chị bắt buộc phải có license nhé. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi các bạn ha, sau khi một buổi sáng tầm 2 tiếng đồng hồ các bạn, mời mình có hai chuyên gia từ nước ngoài qua các bạn. Thì nước ngoài giờ mình ở bên này rồi, giờ ba Việt Nam qua nước ngoài rồi đó. Hai chuyên gia các bạn ha. Xong đó, nhìn đâu ra luống liền đẹp liền ha. Nhìn nó đẹp hẳn liền đó.